Merry Christmas! Quý vị, vì thế giờ đây Hoàng Hạnh xin thay mặt đài truyền hình VTV để gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hàng cũng giống như các nhà bảo trợ đã cung cấp ẩm thực chiều hôm nay. Một lần nữa Hoàng Hạnh xin cảm ơn chợ Mỹ Hoa, chợ Mama, Dr. Stephen Lee Lê Minh Đức, vòng tay nhân ái tặng 120 cái nón. Thì Hoàng Hạnh không biết là nón Christmas hoặc là nón lá như thế nào đó, thì Hoàng Hạnh cũng rất là cảm ơn. Và cảm ơn nhà hàng Vinh Hoa, nhà hàng Jasmine, nhà hàng Quê Hương, nhà hàng Duy Sandwich, chùa Cam Lồ, chùa Hương Nghiêm và nhóm Bút Nhã Tình Thương. Ngoài ra còn tất cả quý vị còn danh sách nào mà còn thiếu thì Hoàng Hạnh cũng xin mượn làn sóng đang live trên đài truyền hình VTV để gửi lời cảm ơn đến tất cả những mạnh thường quân cũng giống như tất cả các nhà bảo trợ đã có nhã ý để gửi tất cả những điều tốt đẹp đến cho tất cả các em cũng giống như tất cả quý vị trong mùa Giáng sinh 2015. Và kính thưa quý vị, giờ đây Hoàng Hạnh xin mời 4 người đẹp làm giám khảo của chương trình trang phục đẹp của mùa lễ Giáng sinh năm 2015. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay cho AB Christine Morgan, Christine Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Khoa Diệu Thảo, dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo, Lily Minh Tâm, một nhà realtor, còn Thiên Trang làm phu nhân của luật sư Ellen C. Right? Ok. Dạ vâng, và giờ đây trước khi chúng tôi công bố kết quả, xin mời coi như là đại diện coi như ban giám khảo là Christine Quỳnh sẽ có đôi lời gửi đến quý vị. Christine Quỳnh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị hiện diện hôm nay. Và trước tiên Christine Quỳnh xin cảm ơn tất cả các phụ huynh đã chuẩn bị cho các em những cái trang phục. Và cũng cảm ơn các em đã có lòng để hợp tác và cùng có thể ra đây để biểu diễn những cái tài năng của mình cho tất cả quý vị. Một lần nữa cảm ơn đến tất cả phụ huynh và hy vọng rằng là tất cả các phụ huynh cũng hưởng ứng cái chương trình này trong những năm nữa. Và Christine Quỳnh cũng xin cảm ơn đài VTV, nhất là cô Bích Ngọc và bác sĩ Vũ Ban đã tạo những điều kiện cho cộng đồng của chúng ta có những cái chương trình hữu ích cho các em như thế này. Một lần nữa Christine Quỳnh xin gửi lời chúc sức khỏe đến cho toàn thể ban giám đốc của đài VTV và chúc tất cả một năm mới được thành công mỹ mãn, và xin gửi đến lời kính chúc mùa Giáng sinh đến cho tất cả quý vị cùng gia quyến một mùa Giáng sinh ấm áp và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, và một năm mới thành công mỹ mãn. Christine Quỳnh xin mời tất cả các em, tất cả các phụ huynh cho các em lên đây. Thứ nhất là em Hân Nguyễn, thứ hai là Bảo Nguyễn và Thiên Trần, và em Trúc Trần cùng với là Brian Nguyễn và Julia Lê. Xin mời tất cả các em đến cô đây. Hoàng Hạnh xin mời tất cả các em đứng phía trước của ban giám khảo. Tất cả các em trở lại phía trước của ban giám khảo. Và sau đó mời cô Nguyễn Khoa Diệu Thảo sẽ công bố các em có hạng coi như là từ thấp lên cao nhé. Xin mời quý vị cho các em một tràng pháo tay. Hôm nay em nào cũng đẹp và cũng xinh và rất là khích lệ tinh thần của các em. Tuy là các em còn rất nhỏ nhưng tài năng của các em rất là hay, nhất là các em đánh đàn và ca hát để giữ truyền thống Việt Nam của chúng ta, và cũng như các em đã hát tiếng Việt. Cho nên xin mời quý vị cho các em một tràng pháo tay thật là lớn. Thưa quý vị, theo thông báo thì quý vị đã biết rồi, chúng tôi có được 3 giải. Và giờ đây xin mời dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo sẽ sướng em hạng 3 trước, sau đó rồi mình tới hạng nhì và các em hồi hộp để đợi người hạng nhất, phải không quý vị? Dạ vâng, xin quý vị hãy hướng mắt về sân khấu. Dạ vâng, giờ phút chót cảm ơn chị đã cho thêm một giải khuyến khích nữa, không phải không chị? Dạ, Thiên Trang. Dạ,
Ok, xin sau đây xin giảng ba là cho Lily Minh Tâm sẽ tặng cho em Hân Nguyễn giải ba. Xin quý vị một tràng pháo tay em Hân Nguyễn. Xin Hân Nguyễn hãy bước lên và xin mời Lily Minh Tâm sẽ trao giải cho em Hân Nguyễn, trao giải ba cho em Hân Nguyễn. Thank you. Xin quý vị dành tràng pháo tay thật lớn cho em giải ba quý vị. Và vâng rồi, con Hân Nguyễn, con sẽ bước lại đằng kia của Hân Nguyễn, con sẽ bước lại. Dạ vâng. Rồi. Và giờ đây xin mời Christine hạng nhì nhé. Và hạng nhì xin mời dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo sẽ trao giải cho cháu Ryan Nguyễn. Mời cháu Nguyễn, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ông già Noel hơi ốm một chút xíu quý vị ơi, nhưng mà rất là dễ thương. Và giờ đây hạng nhất xin mời Christine Quỳnh có thể xướng danh. Dạ vâng. Hạng nhất là người này không những xinh đẹp không và có tài năng rất là giỏi, vừa hát. Xin mời em Lily và giải hạng nhất là do cô Christine Quỳnh Nguyễn. Kính thưa quý vị, hạng nhất do cô Christine Quỳnh Nguyễn bảo trợ và giờ đây sẽ trao giải cho em Julian Lê. Kính thưa quý vị, trước mặt quý vị là tất cả những em tham dự chương trình thì Hoàng Anh thấy hôm nay giải thưởng của các ban giám khảo công nhận chấm rất là chính xác quý vị, mặc dù là Hoàng Anh thấy cũng rất là tài năng, các em nó có thể là coi như là ngang ngửa với nhau 1-9, 1-10, nhưng mà toàn là giám khảo toàn là người sáng suốt không rồi quý vị, vì thế là chấm rất chính xác. Một lần nữa Hoàng Anh xin thay mặt Đài VTV gửi lời cảm ơn đến tất cả những cô giám khảo xinh đẹp đã đến đây, đã đỏ thì giờ đến đây để chấm thi cho các em. Và một lần nữa xin quý vị dành tràng pháo tay thật lớn cho các em cùng với ban giám khảo của chương trình Phục Trang chiều hôm nay mùa Giáng sinh 2015. Dạ vâng. Hoàng Anh xin giới thiệu đến quý vị một tiếng hát rất là dễ thương đó và rất là truyền cảm. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Trâm. Mời Mai Trâm lên sân khấu. Anyway thì Trâm Anh rất là cảm ơn quý vị trong cái thời gian bây giờ rất là náo nhiệt để đón mùa Giáng sinh mà quý vị vẫn để dành một thời gian tới đây để tham gia, thì ban tổ chức cũng như Trâm Anh rất là cảm ơn ạ. Dạ, nhạc phẩm đầu tiên cho Man xin gửi tới là Hai Mùa Noel. Chúng ta quen bên giao đường, mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hàng sâu nghe lời kinh thánh van cầu, nhìn nhau không nói nên câu vì biết nói nhau gì đâu. Noel qua chúng ta chia tay ra từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời anh. Bao mộng ước cũng qua rồi,
yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Giờ đây quý vị thấy bốn chiếc hay ba chiếc đây, có ba, có một chiếc nhỏ trên đây nữa, bốn chiếc và sẽ có raffle, chúng ta sẽ bốc thăm để chúng ta có được 1, 2, 3, 4 chiếc xe đạp. Và giờ đây Hoàng Anh xin mời bác sĩ Vũ Bang, mời bác sĩ Vũ Bang. Ok, mấy quý vị cứ từ từ, mấy quý vị từ từ nhá, mấy cái số nhỏ là số bốc thăm. Ok. Ok, nếu mà quý vị có cái số nhỏ như vậy này là số bắt thăm để trúng mấy cái xe đạp, ok? Tất cả quý vị đã có cái số ở trong tay chưa? Rồi bây giờ Hoàng Anh xin mời bác sĩ Vũ Bang. Con mời bác sĩ Vũ Bang. Nếu có số thì mới. Nếu mà quý vị không có số thì quý vị từ từ. Number 7. Ok, number 7 thì nên lấy số. Number 7. Không, mà Hoàng Anh sướng thêm một lần nữa, không có xe vận hành bằng pass qua. Okay. Sao con nhiều quá vậy con? Ok, bây giờ con có thể chọn bất cứ bốn cái bicycle này. Con đưa cho con cái số đã. Con xem rồi, con muốn chọn cái số nào đó, cái chiếc nào đó thì con chọn. Thích chiếc nào đứng đó nha, Hân Nguyễn nha, ok. Ok, quý vị xin quý vị. Nam Bích Trung không? Xin một người lên bắt thăm. Là luật sư Lộc Nguyễn đi. Đẹp trai, lên đây bốc một cái số Nam Bích Trung cho tất cả các quý vị lucky. Anh Michael, Captain Michael Trương, đại úy Michael Trương là next number, cho nên anh Michael Trương lên sân khấu. Số 37, 37, number 37. Ok, rồi bây giờ con chọn một cái xong con đứng đó, chứ đừng có đây chưa. Rồi, xong rồi, rồi giờ còn một chiếc màu hồng. Rồi bây giờ mời Quốc Anh mời người thứ ba lên, okay, bốc thăm đi. Ok, anh đại úy Michael Trương. Đại úy Michael Trương, ok. Lucky number, mang số 4. Number 4. Số 4. Ai là number 4? Ok, xin cảm ơn đại úy. Dạ, không cần lên sân khấu, ở dưới đó camera cũng quay tới. Okay, rồi, cô đứng đó, cô đứng đó với chiếc xe đó. Rồi, bây giờ số là ok, anh... một số cuối cùng là anh Giang. Đây, còn trong hội đồng đại diện cộng đồng sẽ bắt một số cuối xíu. Cùng nhỏ xíu. Số 33. 33. 33. 33.
Đi về rồi, bây giờ bốc thăm cái khác, bỏ cái đó đi, thăm cái khác rồi. Good one, good choice. 77. 77 về luôn rồi, tại sao tới cái anh này sao mà về nhiều thế này? Chứ anh Giang là muốn đứng ở trên sân khấu. Hình như đứng trên sân khấu hơi lâu, thành ra phải nãy giờ không hay về. Rồi. 78. Chắc cũng về luôn. Yeah, bingo. Bingo. 78. Ok, bây giờ phát quà tiếp phải không, bác sĩ Vũ Ban? Kính thưa quý vị, trong thời gian quý vị nhận quà dưới thì ban nhạc The Lost Boy Band vẫn là tiếp tục chơi. Thank you The Lost Boy Band. Okay. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on. Một lần nữa Hoàng Hạnh xin thay mặt đài truyền hình VanTV để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Chương trình Giáng sinh đầy lòng yêu thương của VanTV năm 2015 đã được kết thúc. Và giờ đây cô Bích Ngọc và bác sĩ Vũ Vang sẽ có đôi lời với quý vị trước khi chúng ta chia tay. Xin mời cô Bích Ngọc. Vâng, thưa quý vị, cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Hôm nay chúng tôi vui quá
là vì tất cả đồng bào cũng như là các em thiếu niên và đồng thời những ca sĩ cũng như là ban đại diện cộng đồng và các thân hào nhân sĩ trong thành phố, rồi các phụ huynh học sinh, rồi các giám khảo, rất rất là nhiều người tới đây để cùng chung vui với đài truyền hình VNTV một buổi lễ rất là long trọng, đó là Giáng sinh đầy lòng nhân ái lần thứ 7 của đài VNTV Houston 55.2. Thưa quý vị, nhân dịp này chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị một năm mới, một Giáng sinh thật là an lành và một năm mới được nhiều phát tài, phát lộc và được rất nhiều hồng ân mà Thiên Chúa sẽ ra ban cho chúng ta. Và chúng tôi hẹn sẽ được gặp lại quý vị rất là nhiều lần. Tuy rằng nghĩ là phải xa quý vị, chúng tôi rất là thương, rất là nhớ và nhất là rất là buồn, là bởi vì rằng thì cái gì mà mình muốn làm thì mình cứ muốn làm mãi, nhưng mà bây giờ có thể nói là đến lúc mình cũng cần phải nghỉ ngơi, cho nên là hồi nãy chúng tôi cũng hơi xúc động một chút xíu, thành thật xin lỗi tất cả mà quý vị và xin quý vị cứ cầu chúc cho chúng tôi được mạnh khỏe mãi và sẽ phục vụ cho cộng đồng, cũng như chúng tôi cũng xin chúc lại quý vị 100 năm và sức khỏe dồi dào và tiền vô như nước, hạnh phúc gia đình, muốn điều gì thì được điều nấy. Đó là cái điều mà chúng tôi, tất cả chúng ta đều có được như vậy. Xin chân thành. Hello. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hoàng Hồng xin thay mặt VTV tạm biệt quý vị và chúc cho quý vị một mùa Giáng sinh thật là phước hạnh, bình an và một năm mới tràn đầy hồng ân. Merry Christmas and a Happy New Year 2015. Okay.